Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ lưu thước phim Red ở trên tài khoản Facebook và cách các bạn xem lại những cái thước phim đã lưu ở trên tài khoản Facebook của chúng ta. Thì đầu tiên các bạn sẽ mở ứng dụng Facebook của trên máy điện thoại lên, và nếu như các bạn muốn xem những cái thước phim Red ở trên tài khoản Facebook thì các bạn có thể chọn vào phần menu ở đây và các bạn chọn vào phần Red. Thì đây chính là những cái thước phim nằm trên tài khoản Facebook của chúng ta. Và nếu như các bạn muốn lưu cái video nào đó để sau này có thể xem lại khi mà không có mạng thì các bạn sẽ bấm vào phần ba dấu chấm ở đây và các bạn chọn là phần là lưu thước phim. Rồi tương tự như thế thì các bạn sẽ làm với những cái thước phim khác, các bạn cũng làm tương tự. Chúng ta có thể là chọn là phần là ba dấu chấm và chọn là phần là lưu thước phim. Rồi và bây giờ các bạn muốn xem lại những cái thước phim đã lưu thì các bạn sẽ làm như sau. Thì cũng ở trong cái giao diện của cái video Red này, các bạn bấm vào cái phần tài khoản hình người đây cho mình thì nó sẽ truy cập ngay vào cái phần tài khoản trang Facebook cá nhân của các bạn. Lúc này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái mục là đã lưu ở đây. Đó, thì đây chính là tất cả những cái video Red mà các bạn đã lưu trên tài khoản Facebook và các bạn chỉ cần bấm vào để xem lại như thế này thôi. Và như vậy trên đây chính là cách để các bạn có thể là lưu và cũng như là xem lại những cái video đã lưu ở trên tài khoản Facebook.